Quý vị đang theo dõi bản tin FBNC ngày 30 tháng 12. Thưa quý vị, giá dầu thô giảm mạnh đã khiến cho ngân sách nhà nước bị hụt thu đến 3 tỷ đô la trong năm 2015. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết tại hội nghị trực tuyến giữa chính phủ với các địa phương diễn ra mới đây. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu năm 2015 ước đạt 163 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng hơn 8% so với năm 2014 và thấp hơn so với mục tiêu 10% đề ra. Sự suy giảm này có nguyên nhân rất lớn từ việc sụt giảm giá dầu. Giá dầu thô hiện dao động ở mức 35 đến 36 đô la Mỹ một thùng, chưa bằng một nửa so với giá dự toán là 100 đô la Mỹ một thùng. Bộ Công Thương cũng cho biết để bù hụt thu giá dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tăng cường khai thác các mỏ ở nước ngoài, thu về lượng ngoại tệ thêm 1,4 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Bộ Tài chính dự báo thu ngân sách năm 2015 sẽ hụt khoảng 32.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,45 tỷ đô la Mỹ. Dù đã chủ động đặt kế hoạch xuất khẩu ở mức thấp, nhưng đến hết tháng 11 năm nay, xuất khẩu than đá đã giảm mạnh cả về kim ngạch lẫn khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc sụt giảm. Theo tổng kết của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV, đến hết tháng 11 năm 2015, lượng than đá xuất khẩu giảm gần 75% so với năm ngoái, giá trị xuất khẩu cũng giảm khoảng 65%. Năm qua cũng là năm mà Quảng Ninh chịu tác động mạnh từ bão lụt, khiến cho TKV bị thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng. Nhu cầu từ thị trường Trung Quốc giảm mạnh là nguyên nhân chính đẩy lượng than xuất khẩu giảm đi. Các thị trường tiêu thụ than quan trọng của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều bị giảm sức mua. Dù xuất khẩu giảm nhưng tổng doanh thu năm 2015 của TKV vẫn tăng nhẹ so với năm 2014. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê thì trong năm 2015, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt gần 50 tỷ đô la, tăng 13% so với năm 2014 và chiếm gần 30% tổng kim ngạch nhập khẩu. Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả năm 2015 ước đạt gần 166 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tăng cao chủ yếu ở các mặt hàng phục vụ cho sản xuất như máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, nguyên phụ liệu dệt may, da giày. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản và EU. Tính chung cả năm 2015, Việt Nam nhập siêu ở mức 3,2 tỷ đô la Mỹ. Sau 3 năm xuất siêu liên tiếp, nhập siêu hoàn toàn thuộc về khu vực kinh tế trong nước với mức 20,3 tỷ đô la Mỹ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Năm 2015 cũng là một năm thành công đối với bất động sản với những bước chuyển mình ngoạn mục từ một thị trường vừa gượng phục hồi thành một thị trường vươn mình mạnh mẽ trong cả cơ chế hoạt động, dòng sản phẩm mới cũng như là các giao dịch. Trước thềm năm mới 2016, chúng tôi xin mời quý vị điểm lại một số điểm nhấn trên thị trường bất động sản trong năm vừa qua. Điểm nhấn đầu tiên và nổi bật nhất trong năm 2015 là sự tăng trưởng ngoạn mục các giao dịch bất động sản. Nếu như thị trường của năm 2014 tập trung vào phân khúc căn hộ bình dân có giá trên dưới 1 tỷ đồng, thì thị trường 2015 đa dạng hơn, đánh dấu sự quay trở lại của phân khúc cao cấp sau 5 năm đóng băng với hàng loạt nhà đầu tư lớn như Phú Mỹ Hưng, Novaland, Vinhome, Hưng Thịnh Land, Sơn Kim Land. Các dự án bình dân tỷ lệ có giảm đi nên vẫn luôn được khách mua chào đón nồng nhiệt. Quý 2 năm 2015, thị trường chứng kiến số lượng căn hộ giao dịch thành công kỷ lục gần 10.000 căn, chiếm 67% tổng số căn hộ được chào bán. Sau quý 3, thị trường có chút trầm lắng do tâm lý người mua nhà tránh tháng ngâu. Sau đó đến quý 4 thì các giao dịch đã sôi động trở lại với hàng loạt dự án mới được tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu ra ở riêng của các cặp vợ chồng mới cưới. Chúng ta lại thấy tiếp tục cái sự phát triển rất mạnh ở cái khu đông của thành phố. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng các cái dự án bất động sản ở cái quy mô khá trung bình thì phát triển phải nói rằng trên đều khắp các cái hướng của thành phố và nó lan tỏa sang các cái huyện giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường bất động sản năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh có một sự phát triển rất mạnh và cái tính vững chắc nó được tăng cường và như vậy nó giải quyết được cái nhu cầu nhà ở của các tầng lớp cư dân. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Rất nhiều quỹ nước ngoài đã mạnh dạn rót tiền vào địa ốc dưới nhiều hình thức như là liên doanh liên kết với doanh nghiệp trong nước, mua sỉ các dự án có vị trí đắc địa và có nét riêng trong thiết kế xây dựng. Có thể kể đến quỹ đầu tư Grid của Nhật Bản đã rót 200 triệu đô la vào các dự án của An Gia Investment, quỹ đầu tư Providence của Singapore mua 30% số căn hộ thuộc một dự án của Phúc Khang. Và gần đây, diễn giả doanh nhân Adam Khu cũng đã gây chú ý khi mua 10 sàn
tương đương 100 căn hộ trong dự án Diamond Lotus Lakeview gần khu vực Đầm Sen, quận Tân Phú. Vị doanh nhân này cho rằng tiềm năng phát triển mạnh của bất động sản Việt Nam là lý do chính khiến ông quyết định đầu tư vào đây. Tôi quyết định đầu tư vào đây vì nhìn thấy tiềm năng rất lớn của thị trường bất động sản Việt Nam với nền kinh tế và dân số đều đang tăng trưởng. Lý do tôi chọn công trình này là vì tôi ấn tượng về mặt chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn bất động sản của Singapore. Tôi mua nhiều là để phục vụ nhu cầu ở của tôi cũng như là để kinh doanh cho người dân địa phương hoặc là cho bạn bè đối tác của tôi thuê lại. Năm 2015 cũng đánh dấu sự gia nhập của các công trình xanh vào thị trường bất động sản Việt Nam. Trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc bất động sản cao cấp, nhu cầu của người tiêu dùng tiến lên thêm một bước nữa là lựa chọn một nơi cư ngụ thân thiện với môi trường, cho phép tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Các công trình xanh đã có mặt từ lâu tại các nước phát triển như là Mỹ, châu Âu, Singapore. Mặc dù đến Việt Nam hơi trễ, nhưng điều này cũng chứng tỏ là bất động sản Việt Nam đã có bước tiến đáng kể và đi đúng hướng, phù hợp với xu hướng toàn cầu. Cái xu hướng phát triển công trình xanh đó là xu hướng tất yếu của toàn cầu, mà chúng ta thấy vừa rồi có một cái hội nghị toàn cầu về chống biến đổi khí hậu là COP21 tại Paris của Pháp. Toàn thế giới hiện nay đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào một sự thay đổi chất lượng của hệ thống sinh thái cây xanh để làm sao cho trái đất chúng ta phát triển một cách bền vững, và Việt Nam chúng ta đang đi theo con đường đó rất là đúng. Và chúng tôi thấy rằng là cái xu hướng phát triển công trình xanh là một xu hướng chung của toàn cầu và các nước họ áp dụng. Thế và tiến tới đây thì đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi sẽ đưa vào cái nội dung về cái kế hoạch tăng xanh của ngành xây dựng. Thì trong đó cái nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, rồi phát triển công trình xanh là một trong những rất quan trọng của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành xây dựng. Và chúng tôi mong rằng là đối với các cái chủ đầu tư các cái công trình, không những chỉ công trình mà khu đô thị mới, rồi là các cái chung cư và cả các khu căn hộ, các cái văn phòng, rồi cả các cái đầu tư xây dựng các cái nhà máy của chúng ta thì cũng sẽ và nhiều ngày càng sẽ có nhiều hơn các cái chủ đầu tư mà quan tâm đến cái hệ thống đánh giá công trình xanh và áp dụng các cái tiêu chuẩn công trình xanh trong việc quá trình chúng ta thiết kế, thi công, xây dựng và vận hành các cái công trình này. Một số dự án xanh đang được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và nhận được khá nhiều sự quan tâm hiện nay là dự án văn phòng ngôi nhà Đức tại quận 1, chủ dự án căn hộ Diamond Lotus của Phúc Khang tại quận 8 và Tân Phú, dự án căn hộ Nassim Thảo Điền của Sơn Kim Group tại quận 2, v.v. Theo các chuyên gia, kinh phí đầu tư cho các công trình xanh thường đắt hơn, cho nên điều đó cũng thể hiện nỗ lực rất lớn của các nhà đầu tư khi hướng đến mục tiêu này. Những điểm nhấn trong năm 2015 được xem là tiền đề vững chắc cho sự phát triển hơn nữa của thị trường địa ốc trong năm 2016, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, chứng khoán hai sàn đã tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 12 hôm nay. Sắc xanh tràn ngập trên các mã có vốn hóa lớn đã giúp cho VN Index tiến dần lên mốc 580 điểm. Mặc dù vậy thì thanh khoản toàn thị trường vẫn đang ở mức thấp. Nối tiếp đã tăng điểm tốt từ phiên giao dịch liền trước, chỉ số VN Index khởi động tích cực ngay từ đầu phiên. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bảo hiểm dẫn dắt sắc xanh cho thị trường. Mặc dù một số mã trụ cột như Masan và Vincom trong tình trạng bị điều chỉnh, nhưng điều này vẫn không thể làm cho chỉ số bị hạ nhiệt. Đáng chú ý là cổ phiếu HHS của Hoàng Huy nhanh chóng đạt kịch trần với khối lượng khớp lớn. Bước sang phiên chiều, VN Index có khuynh hướng giằng co vào lúc đầu, tuy nhiên sau đó nhanh chóng lấy lại đà tăng và bật mạnh vào cuối phiên giao dịch. Sắc xanh tràn ngập trên các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng. Cổ phiếu của AIB, của Eximbank bất ngờ tăng trần. Mặc dù thị trường tăng điểm tốt nhưng thanh khoản lại ở mức thấp trước tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khép phiên, VN Index tăng 0,5% lên mốc 579,45 điểm, khối lượng giao dịch chỉ hơn 90 triệu đơn vị, tương đương gần 1.500 tỷ đồng. Chỉ số HN Index của sàn Hà Nội dao động hẹp gần như suốt phiên, nhưng bất ngờ tăng tốc vào cuối phiên giao dịch. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí góp phần vào đà tăng của thị trường, tuy nhiên hoạt động giao dịch trên sàn lại khá thấp. Chốt phiên, HN Index tăng 0,8% đạt 79,28 điểm, thanh khoản hơn 500 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 30%. Còn giá vàng trong nước thì liên tục giảm trong mấy ngày qua theo đà giảm của giá vàng thế giới. Vàng miếng SJC đang được mua vào ở mức thấp nhất trong khoảng 6 năm trở lại đây. Giá vàng mua bán tại các cửa hàng SJC lúc 14h30 phút chiều ngày 30 tháng 12 được niêm yết lần lượt là 32,32 và 32,75 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 240.000 đồng một lượng so với cùng thời điểm này chiều qua. Riêng giá mua vào vàng miếng SJC tại đây thấp hơn giá thị trường khoảng từ 300 đến 400.000 đồng một lượng so với các cửa hàng vàng bạc khác. Như vậy, năm nay, vàng trong nước đã giảm khoảng 2,4 triệu đồng một lượng. Theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, thì giá vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới khoảng 3,8 triệu đồng.
Sau phiên giảm mạnh hôm ngày 29 tháng 12, giá vàng thế giới chiều ngày 30 tháng 12 được mua bán quanh mức 1.069 đô la Mỹ một ounce. So với cuối năm ngoái, giá vàng thế giới đã giảm 9,8%. Trước đó, vào tháng 9 năm 2011, giá vàng đã từng có lúc lập kỷ lục khi lên đến mức 1.920 đô la Mỹ. Như vậy, trong hơn 4 năm qua, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 44%. Và thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin, xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin nổi bật ở thị trường châu Á. Cơ quan chức năng Indonesia điều tra khoản tiền từ Úc do nghi ngờ liên quan đến khủng bố. Đường dây nóng kết nối Trung Quốc và Đài Loan chính thức đi vào hoạt động.